Vâng, Sốp Tuấn Lan lại gửi lời chào và kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đến bẫy chim, bẫy cuốc đa đa bìm bịp chồn đèn. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác cái dòng loa WS898 phiên bản mới nhất của năm 2023. Hàng lại tiếp tục về và giới thiệu đến các bác. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm hôm nay thì em cũng xin thông báo là khi các bác mua loa thì bên em sẽ tặng các bác thẻ nhớ em nhé. Đấy, và tặng các bác là thẻ nhớ 4GB. Đấy, anh em nào đang quan tâm về cái dòng loa này thì cũng liên hệ trực tiếp với em nhé. Loa WS898 phiên bản mới nhất của năm 2023. Đấy, em thấy trên hình đây, màu dàn gì nhá, màu dàn gì. Mẫu này là phiên bản kết nối Bluetooth qua điện thoại. Đấy, phiên bản kết nối Bluetooth qua điện thoại. Pin thì chạy 6-8 tiếng, điều khiển từ 100m đến 300m ạ. Đấy, phiên bản này nhá, WS898. Khi các bác mua loa thì sẽ tặng một cái thẻ nhớ nhá, thẻ 4GB. Đấy, bên em đang bán với giá bao nhiêu ạ? Chỉ có bá ba là 400.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà nhá, nhận hàng kiểm tra thanh toán ạ. Tặng thẻ nhớ 4GB. Phụ kiện của nó có một cái mic nói này. Đấy, một cái dây đeo này. Một cái túi đeo loa màu dàn gì nhá. Đấy. Và một cái điều khiển anh nhá, một cái điều khiển đây. Đấy, điều khiển anh nhá. Đấy, điều khiển. Và pin thì pin tiểu có 2 đến 3 viên nhá. Đấy, pin tiểu để pin chạy bằng điều khiển nhá. Đấy. Pin này thì pin tiểu các bác, pin điều khiển này khi các bác dùng hết pin thì các bác có thể mua pin hoặc là bên em bán nhé, hoặc các bác ra hiệu cửa quấn người ta sẽ bán cho anh em nhé. Đây là cái thẻ nhớ nhé, thẻ nhớ 4GB, tải miễn phí tất cả các loại tiếng chim để cho bác rồi. Đấy, tiếng là thẻ chuẩn nhé. Đấy, bây giờ em sẽ test cái loa cho các bác xem luôn. Đấy, đấy, tiếng này, chuyển bài này, đấy, tiếng gà nhá, tiếng gà gáy này. Đấy, nói chung là tiếng tất cả các dòng để anh em đi bẫy chim luôn. Đấy, tiếng gà, tiếng ếch, tiếng nhái hay là tiếng chim chào mào, chích chè, cua gáy đầy đủ hết luôn nhá. Đa đa. Đấy. Tiếng thì rất là ok luôn thôi nhá, tiếng chuẩn ạ. Giá chỉ có 400.000 đồng thôi nhá, miễn phí giao hàng tận nhà, nhận hàng kiểm tra thanh toán ạ. Bên em sẽ bảo hành các bác 1 tháng nhá, trục trặc em đổi mới ạ. Ngoài ra thì bên em cung cấp cả cái quả pin dự phòng nhá. Pin trọng phòng đây ạ, pin dự phòng và pin trong loa. Pin dự phòng thì nó có hai cái dâu màu đen này, còn pin trong loa là để các bác mà các bác mua loa lâu rồi mà nó bị hỏng bị lỗi thì pin sạc không vào nữa thì các bác có thể mua cái quả pin này. Pin của nó là 2000 mAh nhé, 7,4V. Để các bác về các bác tháo bốn con vít này, tháo bốn vít này xong các bác tháo ra, các bác lắp pin này vào anh em nhé. Đấy, lắp pin này vào, giá chỉ có 120.000 đồng một quả. Đấy, bao ship tận nhà rồi. Pin dự phòng cũng vậy ạ, cũng vậy ạ, giá 120.000 đồng một quả anh ạ. Pin này thì các bác có thể cắm vào đây nhá, đây cắm vào đây này. Đấy, thì nó sẽ sạc cái loa này nhá. Đây cái đầu này thì các bác sạc vào cái sạc củ sạc của loa anh em nhá. Đấy, củ sạc của loa. Đấy nhá. Nên là anh em nào đây củ sạc đây ạ, đây củ sạc của loa đây ạ. Đấy các bác nhá, nó có một cái đầu để các bác cắm sạc nhá. Đây. Giới thiệu chi tiết luôn để các bác về các bác sử dụng. Cái củ sạc đây các bác nhá. Đấy, đây một là cắm cái củ sạc cắm vào loa này. Đấy, để cắm vào nguồn điện 220V này. Không thì các bác sạc vào đây nhá, sạc vào chỗ này. Đấy, để sạc quả loa anh em nhá. Đấy. Nên anh em nào là mà chưa có loa hay hỏng loa hay bị lỗi loa hay lên đời loa hay mua cái loa này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác mà có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ hay là mua điều khiển bị lỗi bị hỏng thì có thể mua điều khiển bên em bán lẻ nhá, 150.000 đồng một chiếc điều khiển này ạ. Đấy, em xin chào tạm thời các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau ạ.